Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính chào hết toàn thể đại chúng Quyến thuộc gần xa thân mến Sáng hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2018 Là kỳ thứ 63 Chúng ta tiếp tục gặp gỡ Chia sẻ cho nhau nghe về Bộ Kinh Duy Ma Cạc và hôm nay chúng ta đang đi ngang cái cái chương quán chúng sanh hôm nay chúng ta học tiếp cái phần 5 thưa quý vị là vô cùng tuyệt vời càng đi sâu càng nghiên cứu càng luận giải đúng chân lý nhà Phật là cái bộ kinh vô cùng tuyệt vời. Tôi nói thẳng với đại chúng là cả đêm qua dường như tôi chỉ chộp mắt trong vòng khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ. Tôi quan hỷ, tôi vui vẻ, tôi bằng lòng với cái sự tư duy cái sự học hỏi căn bản của mình để rồi mình luận giải mình mình đưa tới cho những ai có cái duyên quyến thuộc bồ đề có cái duyên tìm cầu để sống sống đúng sống an lạc sống với chân thật Cho nên cái bộ kinh Di Ma Cật mà nếu quý vị mà chấp nhận bằng lòng học học có căn bản rồi đó thì coi như là gồm thâu hết những cái cái ý chính cái tinh hoa của đạo Phật. Thành ra những ai mà lý luận mà sai lầm không hiểu được cái căn bản để rồi chê bai để rồi chỉ trích cái cái kinh di ba cạc này thì coi như là người đó là nó uống uống một cuộc đời ở một cuộc đời mà 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 theo đọc thưa quý vị là sở dĩ tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc một vấn đề là chúng ta tu hành đó đặt ra vấn đề tu hành đối với đạo Phật để làm gì? Tôi đang đốt cái 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 hương trầm để cho nó nhẹ nhàng. Tu hành là trở về với cái tự tánh bản nhiên vốn trong sáng màu nhiệm xưa nay của mình. Chính đặt ra vấn đề tu hành. Tu hành là trở về. Trở về với cái tự tánh. Bởi vì chúng ta vốn có sẵn rồi vốn có sẵn cái tự tánh giác ngộ tự tánh thanh tịnh ta vốn có sẵn rồi cho nên ta tu hành là mình ta trở về trở về với cái tự tánh xưa nay nó vốn nó vốn có bản nhiên nó là như vậy mà tại chúng ta quên nó đi chúng ta làm 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 lu mờ làm lạc mất cho nên tánh thanh tịnh thì xưa nay không ai ban thưởng biếu tặng vì thế mà người tu hành đó, hiểu tường tận cái chân lý thì không có nói về cái vấn đề tu chứng cái gì đắc cái gì cả mà các vị nên nhớ rằng là cái đoạn mà chúng ta vừa học vừa qua đó là 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 cô Thiên nữ cô nói với ngài sa lợi pháp mà ngài sa lợi pháp hỏi là cô chứng cái gì cô đắc cái gì mà mà coi như là cô 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 trứng đắc cái gì mà cô cô được cái biển tài như vậy thưa các vị là sở dĩ tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc nhở cho cho chư huynh đệ là mình hiện giờ hay là nói chúng sanh hiện giờ bị cái phiền não vô minh bị cái phiền não vô minh gọi là chúng sanh mà chúng sanh bị cái phiền não vô minh mà cái phẩm này thì 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 đưa ra cái tựa đề là quán chúng sanh chúng sanh bị cái phiền não vô minh nhưng mình xét cho cùng suy cho tận cái phiền não vô minh nó ở đâu nó chỉ là khách nó chỉ là trần mà thôi thì chúng ta đã biết cái phiền não vô minh nó chỉ là khách. Mà đã là khách thì ta có quyền chứa hay không chứa? Hoặc ta muốn, muốn, muốn chứa, hoặc ta muốn đuổi đi, mời đi lúc nào cũng được. Bây giờ là khách mà. Nó giống như một cái cái motel hay là cái hotel, cái nhà nghỉ, cái khách sạn. Cái người đến đó, họ chỉ tạm tạm nương giá, người thì qua đêm người thì qua ngày người thì một hai giờ đồng hồ người thì qua tháng vậy thôi chứ không có nói qua năm được vì là khách mà đã là khách thì ta có quyền ta có quyền chứa hay không chứa bởi vì ta đây là chủ nhà và ta muốn đuổi đi bất cứ lúc nào lại nữa phiền não vô minh viết như trần nó là bụi mà đã là bụi thì dầu bụi nó có mịt mù nó có tung té lên cái bầu thái hư uh, cái bầu hư không này dầu có tung té mịt mù bao nhiêu đi chăng nữa dầu có mịt trời đi chăng nữa nhưng mà rồi đó thì cũng thời gian cũng, cũng 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 sự kiện rồi bụi kia nó cũng phải rơi xuống để nó trả về nó trả về cái bầu hư không thanh tịnh mà thôi chứ còn hoàn toàn bụi kia nó không thể nó không thể ở được lâu dài trên cái bầu hư không này. thì tâm tâm chúng sanh tâm phiền não tâm vọng động cũng như vậy như vậy thì đã đã là bụi thì phải rơi xuống trả về cái bầu hư không thanh tịnh đã là khách thì vãng lai rồi rồi ra đi cho nên tu hành mà chúng ta mong chứng đắc thì chẳng những bất lợi mà còn nguy hiểm vô cùng tại vì ta có cái dụng ý mong cầu chứng đắc chúng ta có dụng ý gian sinh cầu nguyện thiết tha gì đó cho nên chúng ta mới bị những người tham lam họ đánh ngay cái tâm lý mong cầu đó mà họ lừa bịp chúng ta để cho chúng ta sụp bẫy sụp bẫy những cái tư tưởng thiên ma ngoại đạo cái tư tưởng mà hướng ngoại vọng cầu bởi vì cuộc đời này nó khổ quá đi mà ta không 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 tìm ra được cái nguyên nhân từ đâu mà nảy sinh ra cái cái phiền não đau khổ vì vậy mà chúng ta mới có ý là mong cầu để nguyện cho uh, một hậu đắc di đà thọ ký để được cho ta được bò lết hoặc bay tới cái cái cõi trời nào đó nó xa xôi nó màu nhiệm nó đẹp đẽ nó trang nghiêm nó phước tướng nó vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não trên châu gì đó mà mình không biết mình 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 cầu nguyện giáng sinh tới đó để mình làm cái gì mà mình cứ nghĩ rằng từ cái ích kỷ này nó nảy sinh ích kỷ khác là bỏ cái cả thế giới ta bà này đau khổ này trần tục này tối thai này để được đến cái đó để hưởng cho được những cái cái đẹp đẽ giàu sang sung sướng an vui như vậy ta vẫn còn cái tâm ích kỷ mà đã còn cái tâm ích kỷ còn cái tâm tham lam như vậy thì thì quý vị thử hỏi an lạc bao nhiêu an lạc cỡ nào vì vậy mà tôi nói các vị là học mà hiểu cái giáo lý phật rồi trời ở cái tư tưởng tịnh độ chân nghĩa nó hay tuyệt vời chứ không phải cái tư tưởng tịnh độ mà cái kiểu mà ngày nay mà mà đại đa số người ta truyền bá truyền bá đi ngược chân lý nhà phật Cho nên nó hay quá các vị. sở dĩ cái đám mà gọi là ngoại đạo ngày nay ngoại đạo là không phải là cái đạo khác mình, tôi nói thẳng từ lâu rồi là cái con người hướng ngoại, giàu mang cái hình thức đầu tròn, áo vuông, giàu mang hình thức gì đi nữa của của Phật giáo, nhưng mà cái tâm hướng ngoại thì gọi là ngoại đạo. Bởi vì tu hành là trở về với cái nội tâm Trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình Quý vị thấy tuyệt vời không? Tôi nói như vậy ai cãi đi Không phải nói ra để thách đố Không phải nói ra để hy luận Mà nói đây là nói tương tận chân lý Vì vậy mà nói cái chữ mà tôi nói ngày nay Mà mà quý vị mà 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 hiểu sai lệch cái đạo Phật, hiểu sai lệch một ly là đi một dặm. Nói mà hiểu cái chữ y báo, tránh báo, trang nghiêm Tu hành mà mà cứ mấy ông thầy tuyên truyền, mấy Phật tử hiểu sai lệch, gọi là y báo, tránh báo, trang nghiêm. Nó là nhờ nhờ cái 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 chánh báo tốt cho nên mới có chùa to phật bự mới có được nhiều người tôn trọng lễ bái cúng dường cung kính chức chức tước cao tột quyền tể đồ đó, nó nó đầy. nó đầy nói nói hiểu bao nhiêu đó là là là, là ngoại đạo rồi đó. đi ngược với đạo Phật rồi nếu nếu chúng ta lấy cái mặt hiện tượng của thế gian á, mà nói rằng do cái tránh báo tốt mới được y báo tốt thì như vậy ta thử suy nghĩ coi lịch đại chư vị tổ sư hay nói khác hơn là đức thích ca mâu ni phật cho tới ngày ca diếp ngày 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 tu bồ đề ngày mục kiền liên ngày xá lễ phất ngày ca chiên viên dân dân già dân, dân dân là những vị từ từ phật cho tới tổ như vậy là thua thua chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni ngày nay hay sao tu hành cái kiểu gì mà đức thế tôn đức thế tôn bỏ hoàng cung đi tu mà mà không đem theo một năng lượng nào không 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 dành một miếng đất nào đối với 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 với, với vua cha với anh em với dòng tộc rồi như cỡ như ngày từ ngày ca diếp coi như tu hành cái kiểu gì mà tu cái 12 cái hạnh đầu đà ngủ gốc cây không quá hai đêm không quá ba đêm thậm chí mà ngủ ngủ không được ngủ sang trọng mặt thì mặc đồ phấn tảo dơ dái đồ mà ở nghĩa trang nghĩa địa ăn thì không được đi sinh nhà giàu rồi tu hành cái kiểu gì mà như một kiền liên bị ngoại đạo đánh chết bị bị khai đạo khác đánh chết như vậy là mấy cái tên này là, là 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 chánh báo không tốt cho nên y báo như vậy hay sao? trời tôi ngồi và tôi tư duy cả đêm tôi suy nghĩ tôi nói mình biết bao nhiêu cái tên biết bọ giảng giáo lý đạo Phật mà giảng bậy hết. tuy nhiên có người giảng đúng nhưng mà giảng đúng thì lại ít người nghe. nó khổ vậy đó. cái gì mà chân thật thì thì nó gọi là bất hư nhưng mà cái chân thật không có người nghe rồi ngày nay cái vấn đề mà tôi nói vụ tiến sĩ 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 nữa đây tôi nói cái phật tử mình à vì không học đạo không học đạo cho nên từ ngu chí ngu từ ngu này nó là nó dẫn tới ngu khác không học đạo rõ ràng cho nên không biết ông phật mình là một người khắc sĩ hay sao mà đi tôn sùng đi đi lễ bái đi đi bịa cùng với những cái tên gọi là tiến sĩ thạc sĩ sĩ này sĩ nọ tổ cha mấy cái tên mà nó tu hành nó đi học nên nó, nó lừa 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 gạt à, ba tánh bổn đạo để nó cho nó được cái cái tiến sĩ cái thạc sĩ này sĩ nọ rồi nó đi nó nó lè mặt nó cống cao ngã mạng với trần đời tôi là tôi nói thẳng vậy tôi nói trời tôi không sợ được nó tôi sợ ai? nói gì để để đánh tạc cái sự vô minh của những ai có duyên nghe chánh pháp đi học đã là bá tánh bổn đạo nhìn ăn nhìn mặt. thậm chí bệnh không dám uống thuốc thậm chí gạo không dám mua một bao mua năm 10 ký để dành tiền để cúng dường cho mấy cái tên đi học để ra tiến sĩ này tiến sĩ nọ rồi cái ngày nó ra tiến sĩ nó trở về nước á rồi ba tên bổn đạo tiếp tục ngu si tiền không dám ăn không dám mặc để làm cái lễ ăn mừng cho nó tiến sĩ này tiến sĩ nọ để nó ngấn mặt lên trần đời Ngu từ cái ngu này tới cái ngu nọ thay vì có tiền đó mình mình để dành tiền được mình cho chồng mình nó đi mua lon bia nó nhậu nó yêu thương mình hơn gia đình hạnh phúc hơn không chịu đi cúng dường cho mấy tiến sĩ tặng cho nó ăn mừng mua quà tặng rồi, rồi 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 có tiền thay vì có tiền mình để cho con mình cho nó đi học đi hành để nó 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 nó, nó vui vẻ hơn không lén lút đem vô chùa cúng cho mấy tiến sĩ này tiến sĩ nọ để nó nó cầu danh cầu vị với trần đời tôi nói đây là tôi biết người ta ghét tôi vô cùng ghét mà tôi phải nói tôi không nói có nghĩa là tôi tôi cũng đồng rõ với cái ác pháp bởi vì từ cái chỗ mà y báo chánh báo trang nghiêm mà đi giảng tầm bậy tầm bạ giảng sai lệch với cái cái giáo lý nhà phật cho nên tôi mới nói thẳng như vậy đó quý vị nên nhớ rằng Phật ngày xưa bỏ hoàng cung đi tu. Phật trở thành một con người gì? Một con người an sinh, một con người khắc sĩ. Phật không hề nói tiếng sĩ, thạc sĩ, bất cứ sĩ nào khác hết. Trở thành một con người khắc sĩ. Tôi nói như vậy là tôi biết là tôi tôi đau lòng lắm. Tôi biết là tôi mất lòng nhiều người lắm. Mà tôi phải nói không nói có nghĩa là mình đồng lõa với với chị nga Đã. cho nên tôi tôi nhắc cho các vị vậy tuy nhiên tôi không 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 chỉ trách mấy huynh đệ mấy thầy mà mà dám hy sinh có ăn có học nha nói như vậy không có nghĩa là tôi bài xích cái việc cái việc đi học của các vị học cao hiểu rộng là điều trân trọng điều kính quý để truyền đăng tục diệm để tiếp dẫn hậu lai để báo Phật ân đức chứ không ăn không học thì biết đâu mà truyền đăng tục diệm mà tiếp dẫn hậu lai mà báo Phật ân đức nhưng có ăn có học thì phải phải sử dụng cái ăn cái học đó để cho bản thân mình hạ cái bản ngã đừng có nói bậy mà hướng dẫn người ta đúng con đường chánh pháp tôi nói thật các vị là tôi bị bị nó quấn tôi từ ở quốc nội cho tới quốc ngoại trầy da tróc giải rồi mà tôi còn sống được tới ngày nay tôi còn ngấn cao đầu tới ngày nay thì tôi chẳng sợ thằng nào hết tôi dám nói như vậy bởi vì tôi đã từng trải qua cũng may mắn cho tôi là cái kiếp số tôi được qua tới quốc, quốc ngoại này để mà mà cái sứ tự do này để rồi tôi cất cái tiếng nói chân thật cho nên tôi nói cho các vị như vậy. Các vị quan hệ cho tôi vì cái nỗi ưu tư, cái nỗi trăn trở của tiền đồ Phật Pháp. Mà tôi dùng những cái danh từ có thể nghe nó, nó nó thô lỗ như vậy. Như vậy tôi nhắc các vị nhớ, đừng hiểu lầm cái chữ chữ chứng đắc của nhà Phật. Đừng hiểu lầm cái chữ y báo chánh báo của nhà Phật nếu nói rằng mấy thầy ngày nay tu hành nhờ có chánh báo tốt cho nên hai chùa ba chùa bốn chùa năm chùa rồi nhờ có chánh báo tốt cho nên phật tử bổn đạo nó theo rừng rần nó cúc cung dạng tế nào nào có chánh báo tốt cho nên mấy, mấy rồi rồi coi như là một bước chân đi đó có kẻ hầu người hạ có kẻ tiền hô hậu ủng như vậy thì tôi hỏi các vị mấy ông thầy bây giờ làm vậy có bằng ông vua không mà ông vua nó được tiền hậu hậu ổn nó được cúc cung vạn tế vạn tế vạn vạn tế mà có thằng cha vua nào mà nó sống được được quá quá 60 tuổi cho tới 80 tuổi không? Thầy tu cũng vậy. Thầy tu là xã phú cầu bằng xã thân cầu đạo. Đã chấp nhận cạo cái đầu mặc cái áo này, có nghĩa là chấp nhận áo ngoại sắc này thì chấp vào cái báo chánh báo mà mà hiểu lầm như vậy, giảng sai lệch như vậy để cho phật tử nó mê như vậy, nó nó nó, nó ngu si thêm như vậy thì thì có xứng đáng là, là thầy tu, có xứng đáng là, là chúng tử của phật tánh không? Có xứng đáng là trưởng tử của như lai không? À, tôi biết tôi nói vậy là các vị nghe là các vị hết hồn, hết hồn sao mà nghe nó ngược lại từ xưa tới nay? Thưa các vị đó là 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 chính chứ không phải là, là, phụ đâu đó là là xưa nay như vậy chứ không phải ngược đâu còn ngược là tại vì cái đám ngày nay nó 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 lè thiên hạ nó giả cái kiểu sai trái như vậy để cho nó tỏ vẻ ta đây là người có tiến sĩ có thạc sĩ người học cao hiểu rộng người để mà tiền hô hậu ổn thôi đức thích ca mâu ni phật xưa kia không hề có tiền hô hậu ổn mà ngài là một người khắc sĩ cho tới đệ tử Phật như Ca Diếp như A Nan, A Nan, Đà, Tu Bồ Đề, Ca Thiên Viên, Xá Lợi phát Một Kiền Liên đều là những 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 công hầu khanh tướng những dòng dòng giống tốt lành mà người ta đi tu người ta bỏ hết như vậy là là so lại mấy cái người đó thì mấy người đệ tử Phật ngày nay mà chùa nhiều chùa cao phật bự tính đồ đông như vậy là làm là mấy cái 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 vị hồi xưa như vậy là là thua mấy ông mấy ông tu sĩ ngày nay hay sao? cho nên tôi nói các vị ơi cái giáo lý đạo phật các vị học học rồi các vị tư duy coi rồi mình mình nghe cái ông thầy cái hơi nào giảng cái gì là biết cái hơi này nó nó như thế nào. Bây giờ bắt đầu tiếp nè. Ông Sa lại phát mới hỏi Thiên Nữ ở trong ba thừa cô cầu thừa nào? Thiên nữ đáp, khi cần pháp thanh văn giáo hóa chúng sanh thì tôi cầu thanh văn thừa. Khi cần pháp nhân viên giáo hóa chúng sanh thì tôi cầu bích chi Phật thừa. Khi cần pháp đại bi giáo hóa chúng sanh thì tôi cầu đại thừa Bồ Tát. Thưa Ngài Sá Lệ Pháp, quý như người vào rừng chim bạc chỉ ngửi mùi hương kim bạc, không ngửi mùi hương khác. Cũng vậy, nếu người vào tỉnh thất này chỉ nghe hương công đức của chư Phật, không ưa nghe hương công đức của Bích Chi Phật hay là của Thinh Văn. Chúng ta cần tư duy, nghe rồi tư duy, rồi tôi giảng xong rồi tôi đăng tên tôi cố gắng tôi đăng trên màn hình. Các vị biết mắt chứng ông bà, ông giải gì mà tôi đi nói cho người ta ghét. Tôi thức mà tôi ngồi, tôi tư duy rồi tôi đánh máy từng chữ mà các vị biết rằng là tôi là đâu có được như các ông thầy tiến sĩ ngày nay mà sĩ ngày nay mà mà học cao hiểu rộng mà ngồi mà nhắm mắt mà gõ cọc 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 trên máy đâu các vị biết là tôi thuộc giàu trẻ nhưng mà cái thuộc thuộc thế hệ thế hệ đi sau chót của cái thế hệ trước cho nên cái thời của chúng tôi mấy mươi năm về trước ở đâu có cái phương tiện mà bị được dạy đâu ngồi mà ngồi mà đánh máy từng chữ rồi lại kiểm tra chính tả như thấy những năm trước là đánh chính tả sai bét hết bây giờ này rồi từng bước từng bước mình tư duy rồi mình như vậy người đạt đến trình độ trí tuệ đại thừa thì xóa bỏ ý tưởng câu nệ về thừa bởi vì chữ thừa là cổ xe thinh văn thừa là cổ xe mà trong cái đó qua là ví dụ như là là xe dê cái con dê mình mình biết rồi ai cũng biết cái con dê con con dê nó nó yếu ớt con dê thì nó làm sao mà nó 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 có sức mạnh bằng bằng con trâu con ngựa được cho nên con dê này thậm chí nó chỉ đi một mình nó kẹt lắm thì kéo kéo cho nó một cái, cái 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 xe nhỏ để nó chở đứa con nít thôi chứ mà con dê mà biểu nó chở người lớn chưa hẳn nó chở được á nha vậy mà tuy nhiên mà thiên nữ vẫn nói rằng nếu cần giá quá cho hàng thanh văn thì chúng tôi vẫn vẫn cầu thanh văn thường thanh văn là dạy cho con người để thấy rõ tường tận về về bốn đế khổ tập diệt đạo đó là là tượng trưng cho xe dê rồi duyên giác thừa hay là bích chi phật thì tượng trưng cho xe hươu nay rồi tới bộ Tát thừa hoặc thừa thì tượng trưng cho xe trâu Nó sức mạnh cho nên các vị đừng có chơi bai kinh tạng đại thừa mà nguyễn nhiên tôi cũng nói là kinh tạng đại thừa nó có hai đại thừa nguyên chất của nó ban đầu đại thừa sau khi qua bên tàu rồi nó pha trộn lẫn lộn nó làm chính trị nó làm kinh tế ở trong đó còn đại thừa có chất ban đầu tuyệt vời. Cái gì vẫn hiểu hai cái tư tưởng đại thừa như vậy. Tư tưởng đại thừa để nó muốn độc tài, nó muốn xóa sổ cái cội gốc. Cho nó dựng lên ông Phật A-di-đà là một hình tượng biểu trưng tôn giáo. Nhiễn nhiên đành rằng tư tưởng ban đầu của Đại Thừa vẫn có nói tới Phật Di Đà nhưng mà phật di đà này biểu trưng cho cái 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 cái, cái tâm thanh tịnh màu nhiệm trong sáng tròn đầy thì phật di đà ban đầu mà kinh tạng đã thừa gốc á vẫn như là phật thích ca vẫn như chư phật trong mười phương không khác mà khi qua tới bên tàu rồi nó dễ dời nó diễn dịch nó làm cho phật cái di đà để 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 chế ngự để làm ba chủ để xóa sổ ông ông phật ban đầu là thích ca mâu ni cái đó là một cái sai lầm ấu trĩ ngây thơ ngu si khờ dại làm nhúng não người ta. Chứ tình rằng tôi không bài bác cái tư tưởng tịnh độ chân thật. Tư tưởng tịnh độ thật, tư tưởng tịnh độ độ chân nghĩa nó tuyệt vời lắm. Mà ít có người nào mà dám giảng bị giảng giảng cái cái tịnh độ chân thật thì làm sao lừa bịp được? Làm sao có ăn được? cho nên phải 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 đánh cái tâm lý chúng sanh đang khổ vì vậy mà muốn vui cho nó đi về cõi du cho nên phải đưa ra Phật Di Đà nào là là từ xa phóng hào quang tiếp dẫn nào là quan âm thế chế chế bưng kim đài chèo thuyền để tiếp dẫn ấu trĩ ngây thơ lừa bịp Trời tôi nói về tôi tôi tức lắm Tôi nói vậy mà thậm chí người ta có thể giết tôi được, ta cũng giết nữa mà. Nhưng mà tôi không nói điều này, tôi không chịu nổi các vị ơi. Tại vì tôi muốn tôi muốn cống hiến cho cái đạo Phật chân thật. Tôi muốn cống hiến cho quý Phật tử để mở mang trí tuệ để nhằm chuột lại cái lỗi lầm mà bấy lâu nay tôi cũng 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 làm những điều không phải là tốt lành, xứng đáng là người đệ tử Phật trọn vẹn. Và đồng thời cũng đền ơn, tam bảo đền ơn, cha mẹ đền ơn, đàn na thí chủ cho nên tôi mới dám, dám nói như vậy, thậm chí mất mạng tôi cũng phải nói. Vậy thì vấn đề cô cô thiên nữ nói khi cần thừa nào thì tôi sử dụng thừa ấy nhằm nhắc nhở cho thấy rằng vấn đề thiết pháp của Đức Phật luôn vận dụng tứ tất đàn tùy đối tượng tùy căn cơ mà thế tôn giáo hóa chứ không cố chấp pháp nào cố định thượng khế chư Phật lý hạ khế chúng sanh cơ nếu mà người thiết pháp ngày nay á, hiểu được nắm rõ được tương tận căn bản Phật Pháp rồi á, thì coi như là là nói mở lời ra là hợp với cái cái lý của chư Phật và hợp với trình độ của căn cơ chúng sanh mà mà cái người khéo thuyết pháp thì dầu có nói tiếp nói 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 cỡ nào pháp nào đi chăng nữa mà cuối cùng cũng dẫn người ta về tới con đường trí tuệ giải thoát giác nó cái đó là chánh pháp của nhà Phật ngay cả giới luật của Phật chế Phật chế giới, giới luật thì Ngài cũng còn nói là khai giá trì phạm mà. Giá là 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 không cho nó 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 sai trái nhưng mà khi cần Phật vẫn cho khai mà. Trì là hành trì nghiêm mật nhưng mà khi cần phạm Ngài vẫn cho phạm mà. Bởi vì giới tinh thần Phật giáo gọi là giới luật là nhiếp thiện pháp giới Nhiếp luật nghi giới nhiêu ít hữu tình giới Thế vì giới luật Phật viết ra Mà Ngài còn cho khai giá trị Phật Miễn làm sao nó trong vòng cái pháp thiện Miễn giờ làm sao trong vòng Cái luật nghi Miễn làm sao trong vòng cái nhiêu ít hữu tình Lợi ích cho hữu tình Hữu tình trong đó có lợi mình Lợi người lợi tất cả chúng sanh còn tu hành để mà lợi mình, mà hại người, mà hại chúng sanh thì dầu có giữ giới cỡ nào đi chăng nữa Dầu có quay nghi tới hạnh, dầu có ăn nói nhẹ nhàng Dầu có mở miệng ra nó ngọt như mía lùi đi chăng nữa Thì cái thứ đó vẫn là tà ma ngoại đạo Như tôi nói kiểu tôi là chúng nó ghét dữ lắm, nói thằng Tài thì không có tu hành nó khỉ khô gì Nhiều người nó ghét nó bình luận tôi đủ thứ hết trơn nó nói nội thấy ông thầy này là không có tu khỉ khô gì hết <laughs> ăn nói gì mà bổ lẩu ăn nói gì mà ngang ngược rồi nó ghét tôi dữ lắm nó chửi tôi dữ lắm nhưng mà tôi đâu có chết một tay nào đâu tôi sợ thật sự tôi nói các vị là ngày nay là không sợ nữa chơi đi chơi cỡ nào đi chăng nữa nó cũng chẳng có nhầm nhò gì tới tôi còn khen đi khen cỡ nào để chăng nữa tôi cũng chẳng có thêm miếng thịt nào mà chê cỡ nào nữa tôi cũng chẳng có ốm miếng da nào hiểu đạo rồi hết ngày xưa mà 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 mọi như lai thấy tôn mà phước đức trí tuệ vô lượng như vậy vô biên như vậy mà cũng còn bị người ta khinh khi người ta mắng chửi Biến làm sao bây giờ mình sống ngay đời này đúng lương tâm lương tri của mình. Đừng có lợi mình hại người hại chúng sanh là coi như là gút rồi. À. Không đại thừa hợp vậy đó. Khai giá trì phạm dưới như hai chàng tu sĩ đi ngang qua một dòng suối, một con suối thấy cô gái chết đuối thì một người nhảy xuống vớt lên bờ. Thậm chí cô ta chết đuối vớt lên bờ đè xuống kê cái miệng vô cái miệng cô ta hút cho nước nó chảy ra cũng không hề tội lỗi gì đó là cứu người còn ngược lại cái ông tu sĩ kia không làm được điều đó Mà về tới tới chùa rồi nó căng nhằn cỡ nhựa nói huynh bữa nay huynh phạm giới rồi huynh ôm cô gái như vậy huynh phạm giới rồi huynh huynh còn đè cô ta xuống huynh hấp thụ cho cô hấp hô cho gì nó hấp cho cô ta để cho cô ta à, à, kề môi kề má cô ta như vậy đó, huynh nghĩ huynh vậy sao 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 thế thì cái người người mà làm việc kia quay lại nói Ủa hồi nãy tôi thấy cô ta chết đuối, tôi dắt cô ta lên, tôi tôi cố cô ta rồi tôi bỏ cho cô ta trở về nhà cô ta, rồi tôi đâu có nhớ tôi đâu có ôm cô ta về tới chùa, còn thầy thầy không làm điều đó như vậy mà thầy đã sau khi tôi làm điều đó rồi thầy rinh thầy bồng thầy ấm cô ta về tới đây là sao đó giữa hai cái tinh thần tiểu thừa và đại thừa là vậy đó cho nên cô thiên nữ giải thích câu hỏi của ngài xá lệ phất cần thừa nào thì sử dụng thừa ấy nhưng tuy nhiên cô vẫn nói rằng cô vào thắt của ngài di ma cật cô nghe cái hương công đức của chư phật chỉ có thể gọi là hương đại thừa mà thôi. Cần sử dụng thì cô ta sử dụng bất cứ thừa nào. Nhưng mà khi đã vào thác công viên Ba Cạch thì coi như cô ta đã ngửi cái mùi hương, cái mùi hương chim bạc, cái mùi hương gọi là 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 đại thừa chứ không hửi mùi hương nào khác. Tiếp tục. Thưa Ngài Sát là Pháp, ở trong tỉnh thất này thỉnh thoảng có đế thích có phạm thiên có thứ thiên vương có chư thiên long có quỷ thần vào và nghe di ma cạch thượng nhân thuyết chánh pháp tất cả đều vui ưa cái hương công đức phật mà phát tâm rồi đi thưa ngài sẽ lợi phát tôi ở tỉnh thất này đã 12 năm. Bữa nay học tới cái đoạn này nữa rồi nghĩ đó. Mà cái đoạn này tôi nói ra thì khác nào tôi tự hào, tôi tự cao, tôi tự thị. Đoạn này chưa hẳn tiến sĩ giảng được. Các <laughs> vị đừng hiểu lầm là nói tôi hiểu nghe, tôi cũng chưa hẳn nhưng mà ý tôi nói. đoạn này chưa hẳn tiến sĩ nói đúng được. Quý vị nghe từng chữ đây nè, cô thiên nữ nói với Ngài Sao lại phát Ở trong tỉnh thất này, thưa Ngài, thỉnh thoảng có trời đế thích, trời phạm thiên, trời tứ thiên vương, thiên long, bát bộ, quỷ thần, đều đến nghe Ngài Di Ma Cạc Thiết Pháp. Đều đến nghe Ngài Di Ma Cạc, nói chánh pháp của bậc thượng nha như vậy thì cái đoạn này các vị cần lưu ý những vị này ở đâu ở đâu mà 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 đến nghe ông Diêm Ma Cật thiết pháp các vị đừng đừng hiểu lầm xưa nay là ở bên ngoài. Sở dĩ nói như vậy là các vị phải nhớ cái câu mà xưa nay. Xưa nay trong khế kinh có nói là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một cái tâm mà nó đủ 10 pháp giới trong đó có tứ thánh lục phạm. Bởi vì ông với Ma Cật lúc nào cũng nhớ chánh pháp cũng hành chánh pháp cũng nói chánh pháp và sống theo chánh pháp bởi vì cái cái nhà của ông lúc nào cũng nói điều đó cho nên nhà của ông có đầy đủ tứ thánh và lục phàm tới để đàm đạo với ông để nghe ông thuyết pháp chư phật chư bồ tát chư dương giác thánh hiền thì đến để làm bạn đạo, để đàm đạo. Còn người trời Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh thì đến để nghe ông giáo hóa thuyết pháp. Quý vị nhớ rõ hai cái điều đó tôi nói. Một cái tâm đầy đủ mười pháp giới. Nhưng mà khi nào cái tâm mình là thinh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật thì bốn cái vị thánh hiền này đến để làm bạn đạo. Bởi vì Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Còn ngược lại, trời, người, Atula, địa ngục, ra quỷ, súc sanh, thì đến để nghe thuyết pháp giáo hóa Hai cái tôi phân tích rất rõ. Nhà của chúng ta hay là nhà của chúng sanh là nhà của bạc địa phàm phu. Ngày ngày sống trong vô minh, tam độc, trong lục dục thất tình, thì nhà này á, là cái nhà mà thường mời thường rủ thường để cho địa ngục ngạ quỷ súc sanh vào ra rộn rịp không có lúc nào tạm vắng còn nhà một khi mà cái nhà này mà mà rõ thông tứ đế thập nhị nhân duyên lúc đó vạn hạnh thì coi như cái nhà này là thường xuyên tiếp xúc Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Như vậy cái đoạn này tôi xin phân tích cho các vị kỹ có hai ý nghĩa quan trọng. Cái ý nghĩa thứ nhất là một vị tu hành tinh tấn dù ở thất, ở am, ở chùa, ở đâu bất cứ dù nhỏ, dù lớn cũng đều có thiên long quỷ thần đến nghe Pháp. Thật sự các vị đó là ai và ở đâu đó là tâm ta như lời khế kinh dạy rõ nhất tâm cụ thập pháp giới nếu ta, ta, tâm ta lành thì khởi lời nói và việc làm điều lành thì bây giờ trời người thanh văn dương giác bồ tát và phật để đến giao tiếp thân cận nghĩa là một khi tâm thiện thì sẽ có tâm hồn luôn luôn an lạc giải thoát Tôi, tôi 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 phân tích đoạn này mà hồi nãy tôi có đăng lên màn hình trước để mà tôi tôi quảng cáo giống như tôi quảng cáo bây giờ các vị học giáo lý đạo phật các vị rõ nè nếu mà các vị cái tinh thần các vị đó mà sống với 10 việc lành người việc lành là gì là thân không sát sanh không giết người không, không 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 hại nhân hại vật không trộm cướp, không tà dâm. Miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều. Ý không tham, không sân, không si. Thì có nghĩa là ta đang tiếp xúc trò chuyện thiết pháp với cái hàng trời đấy. Tuyệt vời chưa? Tôi xin nhắc lại. Nếu mà ta sống với tinh thần mà thập thiện nghiệp thân không sát không đạo không dâm miệng không vọng ngôn không ý ngữ không lưỡng thì không ác khẩu ý không tham không sân không si là ta đang tiếp xúc ta đang trò chuyện ta đang thuyết pháp cho hàng trời đấy ta sống với tinh thần bốn đế chân thật phân biệt được khổ tập diệt đạo để ta có an lạc có niết bàn là ta đang tiếp xúc trò chuyện thiết pháp với hàng thinh văn đấy ta đang sống với tinh thần thập nhị nhân duyên 12 nhân duyên là ta đang tiếp xúc trò chuyện thiết pháp với bích chi phật với hàng duyên giác đấy ta sống với tinh thần lục độ vạn hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật là ta đang sống, ta đang tiếp xúc, ta đang trò chuyện. Thậm chí ta đang thuyết pháp Chứ chư Bồ Tát, chư Như Lai Thế Tôn đấy. Ngược lại, nếu tâm ta mà cực tham, cực sân, cực si, vô minh che lấp là đang ta đang tiếp xúc, ta đang trò chuyện, ta mua mô, ta xảo trá, ta gian manh. Là ta đang sống với cái người của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đấy trời ơi cái giáo lý phật nó rõ ràng nó rõ nó rõ không thể một cái chỗ nào mà đen tối được hết trơn chỉ mà không dạy đạo cho phật tử nghe rõ như vậy để người ta tu tôi thì nói thật các vị là tại cái tánh tôi là bẩu lẩu là, là là thân tướng thì đen đúa tại vì chắc là tánh nóng nảy từ kiếp trước dẫn tới kiếp này cho nên nó vô duyên vậy cho nên nó ít có được cái cảm tình người ta. Cho nên tôi tôi thiếu phước đó mà tôi, cái duyên giáo hóa của tôi á, chúng sanh tâm cũng như chúng sanh bên ngoài á, nó kém may mắn. Nhưng mà tiếc là có nhiều thầy đó, mặt đẹp như hoa, miệng mở, mở miệng là có duyên, coi như là uh, cười, uh, miệng trái son, uh, chân mài dòng nguyệt, uh, mũi cao, uh, tráng rộng gì đó mà mà không dám nói cái pháp chân thật để giáo hóa chúng sanh mà đi vũ khí chúng sanh nó tiếc ơi là tiếc nói sôi bọt mồm bọt mép mà mà vũ khí chúng sanh nó tiếc ơi là tiếc tôi mà nói mấy cái pháp này rồi tôi nói thật các vị là tôi tôi có chết tôi cũng vui như vậy tóm lại nhà của chúng ta ở ta phải cẩn trọng xem coi ai tới thăm à bây giờ mình nói từ cái nhà ngoài cho tới cái nhà thân này nhà bên ngoài là cái cái thế giới hiện tượng này cái nhà ta đang có đây coi ai là người tới thăm ta cái thứ mà đá cá lăn dưa cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp cái thứ mà dứt quật, cái thứ mà ăn nhậu cái thứ mà tà dâm vô độ mà nó tới với ta thì ta là loại người gì chứ vậy thì cái nhà mình 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 biết rồi cái nhà mình mà gặp mà mà cái người hiền lương nhân đức người có hậu người có tâm người có lễ nghĩa người có đạo đức người có đạo hạnh người có giới luật mà đến với ta người có tri thức mà đến với ta thì ta là người gì chứ đó là tôi nói cái nhà của thế gian tôi nói về cái nhà của thân ngũ quẩn này nếu mà cái thân này nó chứa cái tư tưởng này mà cái tư tưởng này đó mà mà tư tưởng hiền tư tưởng thánh tư tưởng thiện tư tưởng an lành tư tưởng từ bi tư tưởng trí tuệ tư tưởng giải thoát thì vậy thì cái nhà này là nhà gì chứ còn nếu mà cái nhà này mà chứa toàn là cái 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 tham cái sân cái si cái mạng cái nghi cái phẫn, cái hận cái phú cái não cái tật cái sang cái ích kỷ cái đê hèn cái cái đấu đá cái danh lợi thì thử hỏi cái nhà này là cái nhà gì chứ Tuyệt vời quá wow, các vị ơi Trời Phật ơi tôi giảng được cái tư tưởng này rồi Tôi nói thiệt Cả đêm tôi không ngủ được Tôi tư duy để tôi nói mạnh cái tư tưởng này cho các vị Cho nên tại sao cô thiên nữ nói với Ngài Sa Lợi Pháp Là cô ấy ở trong tỉnh thất của Ngài Di Ma Cật 12 năm đó, bây giờ tiến sĩ giảng đi. Giảng làm sao mà cho đúng à. Tại sao không nói 10 năm, không nói 11 năm, không nói 13 năm, 14 năm mà nói 12 năm. Mà mà trên tinh thần liễu nghĩa thượng thừa thì tôi đã giảng rồi là thời gian, thời gian lấy đâu làm chuẩn mà cô này nói 12 năm là sao? Làm sao dùng cái con số như vậy? Cả thời gian cái đoạn đầu là cô này cổ nói là là cái thời gian đối với cổ là 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 là, 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 là cổ không nói được mà tại sao bây giờ cổ nói 12 năm Trời ơi nó tuyệt quá các vị ơi tuyệt vời quá cho nên tôi nói các vị rằng nghe giáo pháp đại thừa chúng ta phải lưu tâm những cái con số cho nên tôi nói một vị giảng sư, một vị pháp sư đó mà không rành căn bản, không tư duy căn bản Phật Pháp, không rõ thuật ngữ Phật học, không không thuộc hai từ 500 Pháp số Phật học trở lên, không đọc được 200 câu chuyện cổ kim, không tường tận lý giải được khoảng chừng 200 câu chuyện trong Kinh Na Hàm, không rành, không thuộc bốn quyển luật, không rành rọt hai thời công phu là dẹp yep, không có giảng sư pháp sư không kỹ khô gì hết đừng có bì bỏm tâm lý lên đó mà mà nói để ru ngủ vũ khí thiên hạ cái đề nghị ban nhà biết làm nhẹ nhẹ chút nha tôi đang giảng cho nên tôi nói cho 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 quý vị rõ để cho đàn em nếu ai có cái duyên nghe những cái chánh pháp này là một vị giảng sư pháp sư là phải thuộc 500 pháp số Phật học trở lên phải đọc ít nhất 200 câu chuyện xưa nay đông tây kim cổ phải giải thích cho được ít nhất 200 câu chuyện trong kinh A Hàm phải thuộc bốn cung lực phải rành rọt hai thời công phu thì mới nói là giảng sư pháp sư Bằng không chỉ là cái thứ tâm lý dài dò Cái thứ biệt bọn Sự mong cầu của thiên hạ Thứ nói mà nói tâm lý liếu lao Giống như ngày Nguyễn Du nói là Lời quê chấp chặt dông dài Mua vui cũng được một dài trống canh Nói cái chuyện đời người ta cũng thừa khả năng người ta là Nguyễn Du mà đặt cái tác phẩm dịch cái tác phẩm Kim Dân Kiều đặt cái thể thơ lục bát như vậy nó nó cũng làm nứt lòng bao nhiêu người để người ta cũng có thể làm lành được chứ hà huống gì cần mấy ông thầy tu cạo đầu mặc áo ông kia cho 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 uống cơm ba tánh cho nên tôi biết là cái tôi nó thật là cái giảng của tôi cái người ở gần tôi nó còn ghét tôi nó chứ đừng nói chi người ở xa tại nó ngu quá đi chứ Bởi vì xưa nay nó cứ nó, 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 quan niệm theo trần đời là cần có mấy ông thầy hiền, ông thầy nói nhẹ nhàng, ông thầy nhân đức. Cái thứ đã làm được gì cho thiên hạ? Mà không dám rống lên cái tiếng của chánh pháp. Con số 12 này, dầu có biện luận, biện tài cỡ nào, lý luận bao nhiêu, cũng không ngoài 12 nhân duyên tôi khẳng định cái câu đó trước để rồi tôi nói tôi phân tích cái vụ 12 nhân viên này các vị nghe khiếp đảm vô minh hành thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi 12 cái mắt xích thường được diễn tả như như cái bánh xe của cuộc đời bánh xe của luân hồi chúng ta thử tìm hiểu 12 nhân viên như sau vô minh vô minh là là cái sự thiếu hiểu biết thiếu học hỏi mê muội mà bởi vì mình thiếu hiểu biết cho nên mình mới bị vô minh mà bị vô minh cho nên do mình không thấu hiểu được cái vô ngã của vạn pháp cho nên mình mới chấp cái ta và cái của ta như vậy vô minh ở đâu nếu nói rằng vô minh nó hiện hữu trong cái đời sống của con người này thì như vậy thì vô minh mình tu chừng nào mới thành phật vì vậy mà người ta mới nói rằng tu hành tu hành nói cho nhiều suy si cho tận chứ chỉ có cái là khi nào ta làm chủ được sáu căn ta tự tại với sáu cảnh gọi là trần tự tại sáu trần sáu cảnh ta vén được cái màn vô minh thì như vậy là đã tu hành thành tựu rồi đó ghê chưa trời phật ơi cái giáo lý đó tuyệt như vậy mà không dám giảng không dám tu nói biệt bợm để cầu nguyện gian sinh lễ bái vũ khí thiên hạ vũ khí mấy con mẹ mà coi như là chồng bỏ chồng chê chồng chán đau khổ ê chề bỏ, bó tay tôi khả càng nói là tôi biết người ta càng ghét mà tôi phải nói cho nên cái đạo phật này nay nó, nó thậm chí không phải đạo phật mà cả các đạo khác ngày nay không thu hút được cái giới trí thức không thu hút được cái giới trẻ toàn là thu hút được cái giới cõi trên cõi dưới lửng lửng lừng lừng cho nên tôi nói 100 người đi chùa hết là 90 chùa khùng khùng điên điên mát mát là vậy tại vì không chịu học phật rõ ràng cho nên tôi nói thật các vị là đối với chùa ngày nay tôi ngán ngẩm toàn là cái thứ cái thứ sạo ke cái thứ xỏ lá cái thứ mát mát khùng khùng đi tới chùa không à thứ trí thức nông đi tới chùa tại vì nó thấy mấy ông thầy nó bậy quá mà nó không có chân lý nó lừa bịp nó vũ khí nó Nói các vị nhìn kỹ có bất cứ không phải chẳng chùa chiền mà luôn cả các tôn giáo ngày nay toàn là một trăm người mấy người là thật tu thật học thật hiểu toàn là không có không cõi trên xuống lần lần thì cõi dưới nó nó ngút đầu lên lửng lửng trăm người hết chín chục rồi thậm chí chín mươi lăm rồi nói gì là chúng ghét nữa chúng chửi nữa mà phải nói mà sự thật chân thật bất hư cho nên vậy là tu hành là chỉ có làm sao mà làm chủ được sáu căn tự tại sáu cảnh dán màn vô minh là tu đúng rồi đó là coi như là hiểu được chân lý rồi đó như vậy một khi mình 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 mình, mình điểm mặt vô minh thì như vậy là mình bắt đầu mình tháo gỡ. Bởi vì từ vô minh cho nên nó mắc sức theo. Nó mắc sức theo gọi là hành. Hành là hành động. Là cố ý hay nghiệp. Hành động thì những nhiên nó có tốt, nó có xấu, nó có trung tính. Nhưng mà phát khởi từ vô minh. Phát khởi từ vô minh. Đó, cho nên nó mới có hành động. Nó tác động vào A-lại gia thức. hành tạo điều kiện để phát khởi cái sức tiếp theo là thức. Thức thì thông thường thức được hiểu là những cái gì xảy ra trong lục căn tiếp xúc đối tượng của nó là lục trần. Tạo điều kiện, tạo cái điều kiện này để nó phát khởi ra cái danh sắc. Danh sắc là là toàn à, toàn bộ yếu tố tâm lý và sinh lý do kết hợp của ngũ quẩn mà tạo thành con người lúc lúc ban đầu chưa có thành hình thì gọi là danh sắc từ cái cái danh sắc đó cho nên nó mới có cái tạo ra nó có cái điều kiện để nó phát sinh ra cái lục nhập lục nhập có nghĩa là căng, trần nó giao thoa nó tiếp xúc với nhau à, cho nên sáu căn gồm có năm cái giác quan đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cộng với khả năng suy nghĩ là ý nữa nó tiếp xúc với à, sáu trần thì sắc gọi là sắc, thân hương vị xúc và pháp là ý tưởng con người cái hình thành gọi là lục nhập nghĩa là khi có cái sự gặp gỡ giao thoa giữa căn trần và thức thì phát sinh ra xúc khi đã hình 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 thành hình rồi nên gặp gỡ giao thoa giữa căn trần thức rồi thì xúc nó tạo cái điều kiện để phát sinh ra thọ thọ là cảm nhận của con người mới sinh ra với cái thế giới bên ngoài để rồi có 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 họ vui thọ khổ gọi là khổ thọ lạc thọ là bất khổ bất lạc thọ từ cái thọ mà mà làm cho cái điều kiện phát sinh ra ái. Rồi đây là bây giờ bắt đầu mới có chỗ để nói. 12 nhân duyên như vậy, nó móc xích như vậy, nhưng mà hai cái móc xích nó quan trọng nhất là vô minh và ái. Ái là cái lòng ham muốn đối tượng. Ái tài, ái sắc ái danh ái thật ái thì hay nói theo đúng danh từ nhà Phật là ái ái sắc ái thanh ái hương ái vị ái xúc ái và và pháp ái mà từ cái ái đó để nó 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 sanh nó nảy ra cái điều kiện gọi là thủ thủ là báo thủ là muốn chiếm lấy cho mình Đấy tới cái mức độ mạnh hơn là cái lòng ham muốn cái lòng tham muốn thủ thì nó có bốn loại là dục thủ, kiến thủ, giới cảm thủ, ngã luận thủ. Tất cả chúng ta thường bám chặt vào bản ngã là do lòng tham muốn ở mức độ rất mạnh mẽ cho nên từ cái thủ đó mà nó làm cái điều kiện phát sinh ra hữu. Hữu là cái giai đoạn kéo dài từ lúc bắt đầu tạo nghiệp của kiếp này đến cuộc đời cho tới kiếp sau. Hữu là toàn thể sự sống, sự hiện hữu hay tồn tại, hữu để làm điều kiện phát sinh ra sanh hay là sinh. Sanh là sự xuất hiện của một cá nhân trong thế giới. Sanh là một dòng luân luân lô của tái sanh. Sanh để dẫn đến lão tử, u khổ não Vân vân. Đây là 12 nhân viên đi đến mắt xích của lão tử u khổ não do nghiệp của đời sống này tạo nên nghiệp của đời sống kế tiếp lão tử sanh à, già chết là điều kiện làm cho phát khởi ra vô minh cứ tiếp diễn như vậy không ngừng để tạo nên gọi là bánh xe luân hồi. Sở dĩ mọi người thế gian này chấp cho là có ubi khổ não thật là do con số 12 này. Cho nên thiên nữ mới đưa ra rằng tôi sống ở đây 12 năm. Đây là dựa trên mặt hiện tượng. Do vì vô minh nên thấy hiện tượng vạn pháp nó có thật tất cả chúng ta mà vén được cái màn vô minh vì màn vô minh che chướng nên ta không thấy được chân lý vì không thấy được chân lý cho nên ta sống sai sống trái với chân lý ta chỉ mượn mượn cái cái hình dung mượn tượng là cái chữ màng. chữ màn nó giống như nước đó, nó có cái chất dầu gọi là màng. hay là nước nó có cái chất bụi bặm gì đó gọi là màn ta, ta mượn cái 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 hình dung từ như vậy gọi là màn vô minh mà một khi ta vén được cái màn vô minh rồi thì 12 phần còn lại nó dính vào đâu à, ghê chưa giống như cái trí tuệ cái 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 chân tâm thanh tịnh của ta nó, nó, nó giống như cái bầu trời trong thanh tịnh mà một khi mây mù che phủ thì cái ánh sáng nó đi đâu nhưng một khi mà cái đám mây đó nó tan rồi thì ánh sáng nó vằn vặt vẫn là ánh sáng không hề mất đi đâu. Một khi che thì ánh sáng cũng không mất mà một khi vén được rồi ánh sáng cũng không hề thêm. Cho nên sống sai, sống trái với chân lý là do vô minh, do lầm tưởng hiện tượng vạn pháp là có. Cho nên sanh ra đắm nhiễm chấp chặt bảo thủ dạy khờ liên ái ích kỹ đần độn nhận phiền não lầm tâm nhận vật làm con khi nào nhận thức rõ lột bỏ vô minh xong thì chuyện con người có mặt trần đời này hay bất kỳ ở đâu đi chăng nữa cũng không hề tội lỗi thân này không phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi khổ đau cho ai hết nếu thân này gây ra phiền não khổ đau là bởi phát xuất từ cái ái mà ai là sanh khởi của vô minh, trời ơi tuyệt vời, học giáo lý Phật tuyệt vời các chị ơi, nó tuyệt vời từng câu từng chữ như vậy. cho nên cái sự sanh diệt của dạng pháp này nó giống như bong bóng nổi chìm trên mặt biển bao la, nó giống như hoa mai mà thiền sư quyền thiền sư mãn giác đã nói. Xuân đến thì trăm hoa nở, mà xuân đi thì trăm hoa tàn. Chớ tưởng xuân đi hoa rụng hết, vì gốc mai kia còn đó, thì xuân đến thì tự mai, hoa mai nó đâm nụ, nó nảy nó, nó, nó nở bông mà thôi. Như vậy thì xuân đến thì trăm mai nở, mà xuân đi trăm mai tàn. Như vậy mất không? Thưa không mất. Vì gốc mai còn đó. Cho nên mạc vị đình tiền, hoa lạc ở gì đó. À, hoa lạc tận mạc vị xuân tàn hoa lạc tận đinh tiền tác giả nhất chi mai trời ơi ông tiền sư mãn giác này xuân khứ bách hoa à, gì đó tự nhiên người quên ngang bây giờ cái đầu tôi tôi nói thật các vị là các vị phải để cho tôi mạnh mẽ thì tôi mới nhớ chứ tự nhiên rồi đó mà nói mà nói nhẹ xuống cái đầu nó quên liền à nó mạnh vậy mạnh bạo vậy nó không quên nó nhẹ xuống cho nên là chớ bảo xuân tàn qua 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 rụng rụng hết đêm qua sân trước một nghìn mai mạc dĩ xuân tàn qua lạc tận đình tiền tạc giả nhất chi mai. cũng như vậy vén màng vô minh thì chuyện sanh tử hay tử sanh không đáng sợ do vì vô minh mà biểu hiện qua ái nào là ái tài ái sắc ái danh ái lợi ái thực ái thì ái sắc ái thanh ái hương ái vị ái xúc ái pháp vân vân cho nên sanh ra mọi đau thương khổ lụy tu theo đạo phật không có gì khó nhưng quan trọng khó ở chỗ là trừ được cái ái ở trong tâm ái trong tâm cho nên mới có chấp ngã chấp pháp khi trừ khử được ái tâm thì chuyện sanh tử cuộc đời này là chuyện chơi hiểu được như vậy rồi không có cái gì mà sợ chết hay là lòng nguyện sanh tây phương tịnh độ trung hết như vậy thì ai chết rồi cũng được sanh lại hết đừng cầu nguyện giang sinh về cõi nào và đẹp đẽ nguy nga tráng lệ đó là mơ hồ là diễn dông là ảo tưởng của những cái tên biết bợm không hiểu được chân, chân nghĩa của tịnh độ mà vũ khí mà lừa biệt thiên hạ để rồi quên hoặc quang đường hướng một cái trời tây nào đó xa xôi dịu dời tôi đang ở trời tây nè tôi đang ở mỹ nè mà, mà cái xứ này mà người ta gọi là thiên đường cực lạc nè mà tôi có thật các vị rằng là cảnh sát coi như chạy tối ngày không ngơi nghỉ như vậy thì cái trời tây này mà bao nhiêu người hy vọng đánh đuổi cả cái 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 mơ tưởng để mà hy sinh có nhiều cô gái phải hy sinh cuộc đời lấy những cái ông già đáng tuổi ông mình tuổi cha mình để qua đây hưởng xứ trời tây thiên đường cực lạc như vậy là lỗ lã thôi như vậy là cái đó là địa ngục là ngạ quỷ là súc sanh chứ đâu phải thiên đường cực lạc đâu đánh đổi cả luân lý lương thường đạo đức lương tâm lương tri hy sinh chấp nhận lấy những cái tên mà coi như là là gần đất xa trời ham hố như vậy để bước được cái tới xứ trời tây này thì vậy là mình là sống trong đau đau khổ đau thương khổ lị của địa ngục đà quỷ súc sanh thậm chí bây giờ gần đây không biết bao nhiêu cô gái qua bên này rồi bị đánh đập thậm chí bị bắn chết bởi vì qua bên này thấy ê chề như vậy xứ trời tây này gọi là thiên đường là là cực lạc này có phải là hoàn hảo là thiên đường cực lạc không nếu mình có phước, mình có đức, thì cái xứ này mới là cái xứ đáp ứng nhu cầu cho mình thiên đường cực lạc. Còn mình vô phần, vô phước, thì phần nghèo thì tới xứ mô cũng nghèo. Đó, cho nên tôi nói như vậy để các vị đừng nghĩ rằng cái xứ trời Tây nào đó là cái xứ đó toàn là hưởng thụ. Nếu cái xứ trời Tây đó mà toàn là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, cờ, mã não không sao sống. Mà con người mà sống được, vạn vật sống được, động vật sống được, thực vật sống được là nhờ có không khí. Nó hội tụ bởi đất nước gió lửa, nó hội tụ bởi đất nước gió lửa, không kiến thức thì mới hình thành nhân sanh và vũ trụ này chứ. Các vị thử chung vô cái hầm vàng của các vị thở được không? Vậy nó mà bị vũ khí mà không biết rằng là là vàng bạc lưu ly pha lê sa cờ mã não sang châu hổ phách là dụ cho là 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 tính văn tàm giới niệm định tuệ của gọi là thất thanh tài của bậc thánh mà đi vũ khỉ cái cái gọi là thế gian như vậy cái thế giới tất đàn như vậy cho nên người 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 đi tử phật phải rành tứ tất đàn điều điều cần chắc chắn là xem lại cái việc làm lời nói ý nghĩ ngay kiếp hiện tại làm thế nào mà chúng ta khi trở lại với cuộc đời này ta tốt đẹp giá như ngay kiếp này ta có phước báo mà ta không cố gắng tạo cái phước báo mà ta ăn chơi xa đỏ quan dâm vô độ điếm đàn cướp của giết người thì ngay chẳng những hiện tại bị thất tài gia tài sản nghiệp tiêu tán tù tội thì tương lai làm gì Có được an vui chứ Cho nên như vậy mà đối với Đạo Phật Là dục tri tiền thế nhân Kim sanh tác giả thị Mà yếu tri lai thế quả Kim sanh thọ giả thị Rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem kết quả bây giờ hướng đây Muốn biết quả báo sau này Thì cũng xem hiện tại Những việc hiện nay đang làm Ta cứ tạo 10 nghiệp ác Tức là ta đã vạch cái con đường để ta chui vào địa ngục ngạ quỷ đau khổ xấu xa. Mà chui vào không phải chui trong lòng đất. Mà vẫn trôi đầu ra cuộc đời này. Mà bị nhiều cái địa đau khổ xấu xa, đau thương, làm cho mình đau khổ, làm cho người lo lắng. Như vậy giáo lý Đạo Phật đưa ra như thế này, nói ra như thế này để nhằm nhắc nhở các vị, nhằm khuyến hóa các vị tự mình và cũng như khuyên người đừng tạo những nghiệp đau khổ xấu xa để hiện tại để rồi tương lai xã hội phải có cái trách nhiệm nặng nề đối với chúng ta hay quá không muốn nói nữa hay quá nghĩ tới đây là vừa thứ bảy là học tiếp cái đoạn cuối cùng để cho hết cái phẩm quán chúng sanh nghiệp duyên này tôi xin tán tháng những ai nghe nổi cái giáo lý đại thừa này nghe nổi cái giáo lý chân thật này và tôi xin chia buồn xót thương những ai mà không nghe nổi cái giáo lý chân thật này nghiệp chướng sâu dài đường giải thoát nó mờ mờ mịt mịt mới không nghe nổi những cái giáo lý chân thật này thương như vậy tiếc như vậy chúc lành đến toàn thể chư phật tử quyến thuộc gần xa